rồi mình quên đi cái cảm giác của một cô học sinh Chu Văn An, ngồi ngậm đuôi bút, quên nghe thầy giảng bài, lơ đãng nhìn ra hồ Tây, mờ mịt trong cơn mưa phùn và nghĩ vẩn vơ. Nhớ miền Bắc vô vàn, nhớ từng hàng cây trên phố, cây bàng, cây sấu lá xanh. Sau những cơn mưa, con đường nhựa sạch sẽ vào những buổi sáng. Nhớ một căn phòng đơn sơ nhưng đầm ấm, buổi sáng râm ran tiếng cười nói xen lẫn tiếng đài phát thanh từ chiếc radio để giữa nhà. Nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ Phương và tất cả những người thân yêu ngoài ấy. Có một người con gái tuổi 20 xa Hà Nội, xa chiến trường khói lửa, lòng thiết tha vì cuộc sống hòa bình, một lương y như là từ máu. Giữa chiến trường Quảng Ngãi lắm đạn bom, chị đã sống một thời tuổi trẻ, dẫu biết rằng một mai mình ngã xuống vì tự do của dân tộc Việt Nam. Có một người con gái tuổi 20 đang nằm lại trên mảnh đất quê hương, máu thắm đỏ từng trang nhật ký, chị đã ra đi cả đất nước nghiêng mình. Chị đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, chị đã thắp lên ngọn lửa tuổi 20, chị đã cho tôi vươn lên bằng khát vọng dù trong gai vẫn không ngừng vươn tới. Chị đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, chị đã thắp lên ngọn lửa tuổi 20, chị đã cho tôi vươn lên bằng khát vọng cùng chúng ta.
mẹ ơi, nếu con của mẹ phải ngã xuống vì ngày mai thắng lợi, thì mẹ khóc ít thôi. Hãy tự hào vì con của mẹ đã sống xứng đáng. Đời người ai cũng phải chết một lần. Chỉ đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống.